Hồ Ngọc Minh trong chương trình Sức khỏe và đời sống. Xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Chào bác sĩ Minh. Vâng, xin chào cô Vân Anh và xin chào quý khán thính giả của đài VNTV. Thưa quý vị, một lần nữa bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về bệnh hiếm muộn và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh có hai văn phòng, một văn phòng ở vùng Orange County và một văn phòng ở tại San Diego. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh cũng là phu quân của bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Linh của chúng ta tại San Diego. Trong các bài viết về sức khỏe của bác sĩ Hồ Ngọc Minh thì cái lối viết văn của bác sĩ rất là dí dỏm, rất là vui. Chính Vân Anh cũng rất là mê những cái bài viết của bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Và một cái bài viết mới nhất gần đây có tựa đề là Bình chân như vậy. Tại sao bác sĩ lại chọn cái tựa đề là Bình chân như vậy? Tôi chọn cái tựa đề Bình chân như vậy không, tại vì không lý là mình lại nói là nước tới trôn thì mới nhảy thì nó cũng giống giống như vậy, đúng không? Hoặc là thực sự ra thì tôi muốn dịch từ cái từ tiếng Anh, tức là take it for granted, tức là nhiều khi của trời cho thì mình cứ ngồi không đó mà hưởng. Chúng ta sẽ nói tại sao tôi lại dùng cái tựa đề bệnh chân như vậy để nói về cái tình trạng sức khỏe của chúng ta. Mỗi buổi sáng quý vị thức dậy, mình soi gương, mình thấy mình khỏe quá, không đúng có bệnh tật gì hết. Tôi khỏe lắm. Thì đó là tại sao mình nói là bệnh chân như vậy. Tức là không có gì thay đổi hết thì là đời vẫn cứ vui ha. Hoặc là quý vị soi gương, quý vị thấy cái mặt mình nó cũng hơi nhăn nhó chút xíu nhưng nó cũng khác ngày hôm qua bao nhiêu, thì chúng ta không nghĩ rằng là cái cuộc sống có thể nó vẫn cứ kéo dài như vậy, cái đùng một cái tới một ngày tự nhiên mình nghe người bạn này mới ra đi, mới bị ung thư, người bạn kia mới bị heart attack, bị trụy tim ha. Thì có bao giờ quý vị nghĩ rằng là khi nào thì tới phiên mình ta? Thì nói quý vị nghĩ rằng là cuối cùng thì là ai cũng tới đó, đúng không? Nhưng mà tôi muốn nói rằng là mình muốn kéo dài cái khoảng thời gian để mình đừng có tới đó, càng lâu càng tốt. Ý tôi muốn nói như thế này, cái ngày hôm nay chúng ta, không phải là con người chúng ta ngày hôm qua nữa. Vì sau một đêm như vậy, quý vị có thể biết rằng là trong cơ thể của chúng ta có hàng triệu tế bào đã từ giã chúng ta mà ra đi. Tức là quý vị, mình tưởng rằng là tới lúc nào đó đùng một cái người ta qua đời một cách bất ngờ, nhưng không phải, thực sự cái đó nó không phải. Cái đó là một cái hệ quả cuối cùng nhưng mà nó đã kéo dài qua nhiều năm. Tức là mỗi một ngày cái sự chết và sự sống nó đi liền với nhau. Một ngày chúng ta sẽ có những cái tế bào nó mất đi và những cái tế bào kia nó sẽ sinh sản để tiếp tục sinh sản. May là vì nó tiếp tục sinh sản cho nên chúng ta vẫn gọi là, người Mỹ gọi là take it for granted, mình không biết. Nhưng mà thực sự ra nó, ví dụ bây giờ một cái tế bào da của chúng ta chẳng hạn, nó mất đi thì dư cái tế bào còn lại nó tiếp tục nó nhân đôi. Tuy nhiên khi mà nó nhân đôi như vậy đó, thì mỗi lần nó nhân đôi đó thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái gọi là thay đổi, một cái hư hao ha. Hoặc là cuối cùng thì mỗi cái tế bào nó có một cái số lượng nhân đôi giới hạn. Thí dụ bây giờ nó có thể nhân đôi 10 lần chẳng hạn, sau 10 lần thì chính nó cũng lăn ra chết luôn. Như vậy thì đó là tại sao mà cái số lượng tế bào của mình càng ngày càng hụt xuống và chúng ta, mặt chúng ta nhăn nheo, là lưng chúng ta còm xuống và cuối cùng thì chúng ta hao mòn đi. Tôi muốn nói rằng là cái sự sống và sự chết nó đi kèm với nhau, và chúng ta tưởng rằng là đùng một cái thì chúng ta mới chết, không phải thực sự như vậy. Một điều khác nữa mình muốn nói cô Vân Anh ạ, có bao giờ mình nhìn lại cái tấm hình của mình khi mình 5 tuổi, 10 tuổi, mình thấy đâu có giống mình đâu, hoàn toàn nó không giống mình. Thì nếu mình so ra trên cái lý thuyết rằng là mỗi ngày chúng ta mất đi bao nhiêu tế bào, thì thực sự cái người mà trong hình đó không phải là người hiện tại của chúng ta ngày hôm nay. Cái người đó thực sự chết lâu rồi, không phải là chúng ta. Right. Thành ra tới một lầu đầu đó thì cái bản sao cuối cùng của chúng ta nó cũng mất đi, và đó là cái kết quả cuối cùng. Tuy nhiên chương trình ngày hôm nay chúng ta phải nói tới những yếu tố tại sao nó xảy ra như vậy và có cách gì để chúng ta ngăn chặn cái chuyện đó hoặc làm chậm đi cái chuyện mất mát đó nó sẽ xảy ra. Dạ vâng. Thì bác sĩ có thể cho biết là tại sao xảy ra như vậy không bác sĩ? Một cái thí dụ rất là đơn giản, quý vị bao giờ ngày hôm nay chẳng hạn tôi ra ngoài làm vườn, tôi thấy đùng một cái tự nhiên tôi thấy một cái búa tôi để ở ngoài vườn mà hình như 4 tháng nay tôi tìm không ra, và cái búa đó nó bây giờ đốt đầu nó bị rỉ sét là vì nó bị nắng mưa. Thì cái chuyện đó nó xảy ra đối với chúng ta như vậy, tức là trong cơ thể của chúng ta nó có những sự reset, nó vẫn xảy ra mỗi ngày. Chính với cái sự reset đó nó làm, nó giết hại những cái tế bào của chúng ta. Từ mỗi ngày cái chuyện mà gọi là
mai một reset nó xảy ra thường xuyên mỗi ngày. Nhưng mà cái khổ một cái là nếu ở ngoài kia chúng ta nói rằng là ô cái xe nó bị reset, chúng ta có thể đi sơn nó lại. Nhưng mà những cái tế bào ở trong tim, ở trong mạch máu chúng ta nó reset, không có cách gì chúng ta thay đổi được hết. Không có cái cách gì chúng ta thay đổi được hết. Và cái chuyện nữa là nó có những yếu tố nó gây ra những cái yếu tố reset đó. Nó làm cho cái tim mạch cũng cho chúng ta bị lỡ loét. Cho tim mạch chúng ta bị lỡ loét thì cholesterol nó đóng vào và chúng ta sẽ bị heart attack, bị trụy tim. Hoặc là bây giờ những cái tế bào não của chúng ta nó bị reset thì chúng ta sẽ bị bệnh mất trí nhớ. Hay là những cái tế bào khác trong người như tế bào xương, tế bào não này nọ, nếu mà nó bị, khi trong những lần nhân đôi như vậy nó bị thay đổi về cái cấu trúc DNA, nó có thể bị sinh ra ung thư, thì con người sẽ bị ung thư. Những chuyện đó thực sự ra nó giống như là một cái chương trình program computer, nó đã program sẵn trong những tế bào của chúng ta rồi và chúng ta không biết là thôi. Và một ngày nào đó tự nhiên nó xảy ra đối với chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể tìm cách chặn đứng nó lại, không phải chặn đứng hoàn toàn nhưng mà đi chậm lại, thì có thể là mình có thể kéo dài được cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta vui hơn, sống vui, sống khỏe. Đó là cái mục đích của những cái chương trình hội thoại như ngày hôm nay. Vâng, thưa bác sĩ, chúng ta hay nghe nói cái câu là trời kêu ai nấy dạ, thì bác sĩ thấy rằng chúng ta có thể phần nào giúp cho cái kéo dài cái tuổi thọ của chúng ta, cũng như là chặn đứng những cái bệnh hiểm nghèo có thể xảy ra không? Hay là bác sĩ nghĩ rằng có những cái bệnh mà không cách nào mà chúng ta có thể ngăn chặn được? Thực sự chúng ta có thể chặn đứng được, thưa cô Vân Anh. Chúng có thể làm chậm lại. Cái lý thuyết nó như thế này, trời kêu ai nói dạ, nhưng mà đừng có dạ lớn, từ từ mình hãy đưa tay lên, thưa có em ở đây. Nhưng mà cái lý do là như thế này, thưa cô Vân. Chung quy tôi muốn nói đến là tự trung là chúng ta cái ăn thôi. Người xưa có nói là chúng ta tự đào mồ của chúng ta bằng cái ăn, đúng không? Hay là bằng cái hàm răng của chúng ta, tức là cái đồ ăn vào. Cái lý thuyết thực sự đối với người Á Đông nó như vậy, nhưng mà trên thực tế bây giờ người Tây Phương họ cũng đã nhìn nhận cái lý thuyết đó. Tức là như thế này, tôi muốn nói sâu vô một chút xíu, những gì chúng ta ăn vào, nhất là những cái tình trạng mà chúng ta ăn vào dư thừa về calorie, và trong đó có những tinh bột hay là những cái đường này nọ, thì cái đó nó làm tăng một cái hormone trong người chúng ta, đó là hormone insulin. Insulin quý vị biết rồi, quý vị nghe là những người họ bị tiểu đường đó, tức là họ cái insulin họ yếu chẳng hạn, họ không sản xuất ra đủ thì họ bị tiểu đường. Nhưng trên thực tế mỗi người chúng ta, cô Vân Anh, tôi hay là tất cả những người những quý vị đang lắng nghe chương trình hay, chúng ta đều có gọi là có khả năng phát triển về bệnh tiểu đường hết. Tới một cái lúc nào đó trong cuộc sống của chúng ta, người Mỹ nó sooner or later, trước sau gì chúng ta cũng sẽ có những cái đột biến để chúng ta bị bệnh tiểu đường. Tại sao như vậy? Tức là khi mình ăn vào thì cơ thể mình tiết ra insulin, cái lá gọi là lá tuyến tụy gọi là pancreas, nó tiết ra cái insulin để làm sao nó hút nó đưa những cái đường đó vào trong cơ thể. Nhưng mà nếu nó làm việc cực quá, tới một lúc nào đó cái insulin tăng cao quá, thì chính cái insulin tăng cao thì nó lại chứa, nó đưa đường vào trong cơ thể mình, nó cho mình có nhiều mỡ, cái bụng mình nó phình ra. Khi mà cái bụng mình phình ra, mình tưởng là cái bụng mình nó chỉ là cái cơ quan, cái thùng tono để chứa mỡ, thực sự nó là một cơ quan tiết ra những cái chất hormone, nó cả 20-30 thứ hormone trong đó, và có những cái thứ hormone nó có thể gây ra ung thư. Ok, hoặc là nó sẽ gây ra lỡ loét, nó làm giết hại những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, nó làm lỡ loét trong mạch máu. Quý vị thấy cái vòng luẩn quẩn như vậy, tức là cái khi mà mình người mà càng mỡ càng nhiều thì insulin càng cao thì mỡ càng nhiều, ăn càng nhiều thì lại có nhiều insulin. Quý vị thấy là cái vòng tròn đi như vậy. Thì bây giờ làm sao chúng ta có thể cắt bớt cái vòng tròn đó xuống? Vì quý vị biết rằng là chính insulin nó giúp đỡ chúng ta tiêu thụ được đường để cho mình có thể sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên cái khi insulin nó cao quá thì chính nó sẽ gây ra những tàn phá khắp nơi khác trong cái cơ thể. Đó là tại sao nó có những cái thuyết là chúng ta nên ăn ít lại, ăn bớt lại. Quý vị nhớ trong những chương trình trước đây chúng ta có nói là nhịn đói để sống lâu. Thực sự ra cái đó nó dựa trên những cơ sở, những cái nghiên cứu người ta thấy là chứng minh chuyện đó. Ví dụ bây giờ người ta cho những con giun đó, con trùng đó, nó nhịn đói thì người ta thấy là cái tuổi thọ nó kéo dài lên 50%. Wow. Ok.
hoặc là người ta những cho những con khỉ mà gần với mình nhất đó, tức là gọi là đối với phương diện mà khoa học đó thì là cơ thể nó gần tương đương với cơ thể mình đó. Bắt là nhìn đói thì là những con khỉ đó nó sống lâu hơn 40%. Điều đó có nghĩa là nếu mình nhìn đói á, thì thay vì mình sống 80 tuổi trên lý thuyết mình có thể sống tới 120 tuổi. Hình như là tôi có biết là có một số người trong cộng đồng của chúng ta sống tới 101 dạ, tuổi, vâng, 100 rất tuổi. Khỏe mạnh. Rất là khỏe hình như dạ, là. Vâng, dạ vâng. Đó. Thành ra cái chuyện là trở lại cái việc là cái ăn thôi thưa cô Vân Hành và thưa quý vị. Cái ăn đó. Quan trọng ha bác sĩ ha. Tức là ăn chậm, khi mà ăn chậm thì mình sẽ ăn ít lại. Dạ. Chúng ta ăn ít lại đó thì nó ít calorie xuống, khi ít calorie xuống thì cái insulin nó ít xuống, ít bị mỡ và nó mình sẽ ít bị hao mòn hơn. Là vì quý vị biết là nếu mà chúng ta càng bị hao mòn thì cơ thể mình nó sẽ cuối cùng thì nó như mình nói lúc đầu, tức là nó có thể nó chia đôi nhân đôi, tới lúc nào đó thì nó cũng lăn, nó chết thôi, nó không có khả năng mà nó chia đôi hoài. Thì đó là tại sao mà quý vị thấy là chúng ta già cỗi một ngày nào đó chúng ta cũng lăn ra cũng chết vì ung thư, không ung thư thì cũng là bị tiểu đường hay là tiểu đường hay là bị bệnh tim mạch. Dạ vâng, như vậy thì bác sĩ nói rằng cái điều quan trọng là chúng ta phải xem lại cái vấn đề ăn uống, và bên cạnh vấn đề ăn uống là điều gì nữa bác sĩ? Exercise phải không bác sĩ? Luyện đó tập. Thì đó là một cái phương trình khác, là một cái vế khác trong phương trình để mình giảm cái calo xuống, đúng. Tức là mình bớt ăn xuống, nhưng mà một mặt nữa bên kia thì chúng ta exercise thì để nó giảm bớt cái calorie của chúng ta, đúng không? Nói như vậy không có nghĩa là quý vị đừng có theo bác sĩ Minh ra ngoài nhịn đói 7 ngày thì là không được nha. Thưa quý vị, chỉ nên nhớ rằng là chúng ta làm sao để ý những cái chuyện chúng ta ăn để giảm xuống một chút xíu. Và chuyện thứ hai nữa là không nhất thiết là mình giảm calorie là có nghĩa là mình nhịn này nhịn đỏ, ăn uống kham khổ. Chúng ta coi lại trong cái thực đơn của chúng ta cái gì mà nó không cần thiết thì chúng ta cắt nó xuống. Ví dụ bây giờ thay vì uống một lon Coca-Cola thì uống một ly nước lạnh thì đó là quý vị đã cắt đi được bao nhiêu calorie rồi. Vì cái nghiên cứu cho thấy ví dụ bây giờ uống Coca-Cola nó chỉ có hại cho sức khỏe chứ không có lợi cho sức khỏe của chúng ta hết. Thì khi mình chỉ lưu tâm tới những cái chuyện mà chúng ta làm hàng ngày thì chuyện đó, những chuyện chúng ta ăn hàng ngày thì cái chúng ta sẽ khỏe hơn. Đó là tại sao người ta nói là người xưa nói là chúng ta tự đào mồ bằng hàm răng của chúng ta, là như vậy. Chỉ cần để ý chút xíu thì chúng quý vị có thể sống lâu và sống khỏe. Như vậy thì kết luận cho cái bài viết mà bình chân như vậy, bác sĩ Hồ Ngọc Minh muốn chia sẻ với quý vị khán giả là gì? Là cái kết luận là chúng ta trở lại là chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta lúc nào cũng khỏe là có nghĩa là không có bệnh. Thực sự ra những cái mầm bệnh nó đang ngấm ngầm trong cơ thể của chúng ta và ai cũng vậy hả bác sĩ? Lúc nào. Ai cũng vậy hết bác sĩ. Ai cũng vậy thôi. Cho dù bên bề ngoài hay người chậm thôi. Cho dù bề ngoài nhìn mình nhìn mạnh khỏe phải không đúng bác sĩ? Thì có thể thì chỉ có một số người may mắn là chẳng hạn như tôi nói cái nhân di truyền họ, cái DNA của họ tốt thì có thể là họ không bị bệnh hoạn gì hết và họ có thể sống tới 100 tuổi, 120 tuổi này nọ, chính họ cũng sao hết. Nhưng mà đa số chúng ta thấy là cuối cùng chúng ta cũng tới một cái giai đoạn nào đó. Nhưng mà tôi muốn nói là trong cái thời gian mà khi chúng ta già cỗi này nọ thì chúng ta lúc nào cũng khỏe. Như là một cái xe cũ nhưng mà lúc nào nó cũng không có bị nằm được nha, cho tới cái lúc mà nó tới 200-300 ngàn mai thôi nha. Nếu mình bảo quản nó tốt nha, mình không muốn là nó xảy ra những cái sự cố dọc được. Vâng, thưa quý vị vừa theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay. Mong rằng sau cái chương trình này chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn và lo cho sức khỏe của chúng ta nhiều hơn, phải không quý vị? Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.